À, xin chào cả nhà. Hôm nay tôi tiếp tục trở lại cùng với cả nhà, các anh chị, các bạn. Lần đầu tiên tôi xin cảm ơn các anh chị, các bạn đã ủng hộ, đăng ký kênh, subscribe, comment, có những chia sẻ và comment bên dưới. Rất mong được sự ủng hộ của anh chị và các bạn. Và sau đây tôi xin chia sẻ phần tiếp theo là nhà đầu tư William O'Neill. Với câu nói rất nổi tiếng: với sự kiên trì và làm việc chăm chỉ, mọi thứ đều có thể. Bạn có thể làm được mọi thứ, và lòng quyết tâm là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành công. Là chuyên gia nghiên cứu về cổ phiếu William O'Neill, sinh năm 1933 tại thành phố Oklahoma và lớn lên tại Texas. Ông tham gia lực lượng không quân và sau đó tiếp tục học cao học và học tốt nghiệp trường đại học Sunthum Medis. Ông rất quan tâm đến thị trường chứng khoán, vì vậy sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu tham gia lại môi giới cổ phiếu tại công ty Hayden Storm năm 1958. Chính những năm tháng kinh doanh tại công ty Hayden mà O'Neill đã nhận thấy mình thích hợp với lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh hơn là lĩnh vực buôn bán, một lĩnh vực mà ông phải dành hầu hết thời gian của mình vào việc đó. O'Neill cũng khởi đầu sự nghiệp kinh doanh của mình giống như những nhà đầu tư khác và đặt mua một vài tin bản tin đầu tư và mua cổ phiếu với tỷ suất PE thấp. Kết quả kinh doanh không được tốt lắm, nhưng ông vẫn tiếp tục đọc nhiều cuốn sách về thị trường chứng khoán. Năm 1959, một năm sau khi trở lại nhà thành phố và trở thành một nhà môi giới cổ phiếu, ông nhận thấy các quỹ như Dodge hoạt động tốt hơn nhiều so với tất cả các quỹ khác. Dodge là người quản lý và quỹ này có số vốn tương đối nhỏ là 15 triệu đô la. Quỹ Dodge có hoạt động kinh doanh mạnh hơn hai lần so với các quỹ khác vào cùng thời gian đó. Thành công trong kinh doanh của quỹ này hấp dẫn đến nỗi O'Neill đến mức ông phải quyết định nghiên cứu tất cả các cổ phiếu mà quỹ này mua trong giai đoạn 2 năm trước. Ông gửi đặt mua báo cáo hàng quý và giai đoạn giao dịch trên các báo cáo thể hiện các của quỹ này qua những cổ phiếu nào, và sau đó ông nghiên cứu biểu đồ của những cổ phiếu này. Nghiên cứu này đã khiến ông thay đổi về quan điểm về cách thức mua bán cổ phiếu của ông, và ông đã phát triển chiến lược kinh doanh của mình chính là nhờ quá trình phân tích biểu đồ của cổ phiếu. Thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, O'Neill phát hiện thấy từ năm 1957 đến năm 1959, quỹ này đã mua vào khoảng 100 cổ phiếu khi tất cả các cổ phiếu này thực sự đạt được một mức giá mới và sau khi xác định được xu hướng diễn ra trên biểu đồ. Là một giao dịch theo đám đông và là người chuyên gia nghiên cứu về những cuốn băng ghi phiên giao dịch cổ phiếu, Jack Dodge mua cổ phiếu khi cổ phiếu đạt được mức giá mới và vượt qua các giai đoạn giá không có sự tiến triển. Khám phá này giúp O'Neill phát triển một hệ thống nguyên tắc riêng của mình dựa trên những nghiên cứu, những đặc điểm chung của các cổ phiếu hàng đầu mà khi xét đến khía cạnh giá của cổ phiếu đó. Ông đã mất khoảng 2 hoặc 3 năm để lập ra hệ thống các nguyên tắc này. Cùng với thời gian đó, năm 1960, ông đã được nhận vào học và chương trình phát triển quản lý BMD đầu tiên trên đại học của Harvard. Khi học ở trường đại học Harvard, một trong những cuốn sách mà ông được đã đọc và làm là làm cách nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Jack Livermore. Cuốn sách đầu tiên của O'Neill đọc là cái cuốn sách mà tôi đã chia sẻ trong video trong các video trước là nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Livermore. Các bạn có thể xem lại trong các video trước là Livermore là người và tiên phong cho những cái quá trình giao dịch thành công. Cho nên các bạn có thể xem lại bí mật để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Jack Livermore.
Ông đã học được rất nhiều từ cuốn sách này về mục tiêu của thị trường, đó là phải giảm thiểu số tiền thua lỗ và khi đang giao dịch sai hướng, và phải kiếm được khoản lợi nhuận to lớn khi đang giao dịch đúng hướng và xu hướng diễn ra trên thị trường. Tuân thủ theo những nguyên tắc riêng cộng với những kinh nghiệm kinh doanh và những cái tích lũy của mình, O'Neil đã tăng khoản đầu tư của mình lên trên 20 lần trong vòng 18 tháng từ cuối năm 1962 đến năm 1964. Ồ, trong 2 năm mà O'Neil đã tăng cái số tài khoản của mình lên tới 20 lần. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Đây là điều đáng học hỏi. Với toàn bộ số vốn là 500 đô ban đầu, O'Neil bắt đầu kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Điều này một lần nữa chứng minh, cũng giống như những nhà kinh doanh khác được đề cập trong cuốn sách này, mọi người hoàn toàn có thể bắt đầu kinh doanh với số vốn hạn chế, và việc nghiên cứu, tuân thủ những nguyên tắc trong kinh doanh sẽ giúp mọi người có thể gia tăng được đáng kể về tài khoản của lợi nhuận của mình. Ông đã phát triển phương pháp Ken Slim. Là phương pháp này được đề cập trong ở phần sau của chương trình này. Cổ phiếu đầu tiên ông mua có sử dụng phương pháp này là cổ phiếu Uniswap vào tháng 2 năm 1960. Trong 16 tuần, giá cổ phiếu này tăng lên gấp 2 lần. Tuy nhiên, ông đã bán cổ phiếu này quá nhanh và do vậy không kiếm được lãi nhiều. Đơn giản là vì ông không có nhiều tiền và để đầu tư tại thời điểm đó. Sau đó ông sử dụng phương pháp này để mua các cổ phiếu Proton, Britrick và Topaco, gọi là MGM. Lại một lần nữa, những cổ phiếu này đều hoạt động rất tốt, nhưng do vốn hạn chế nên ông cũng chỉ thu lại một khoản lợi nhuận nhỏ. Khi đọc cuốn sách Làm cách nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Jack Livermore, O'Neil bắt đầu áp dụng chiến lược mua với số lượng nhiều hơn khi các cổ phiếu này tăng giá. Những nguyên tắc mới của O'Neil khiến ông giao dịch đúng các loại cổ phiếu đúng tại thời điểm. Cộng thêm với chiến lược mua số lượng này càng nhiều khi cổ phiếu càng tăng giá, giúp ông gia tăng lợi nhuận. Kết quả là luôn thuận lợi trong việc kinh doanh và gia tăng lên đáng kể. O'Neil là cũng đã áp dụng được bí mật giao dịch thị trường chứng khoán như thế nào của Jack Livermore. Cho nên các bạn phải tìm lại ba cái video mà chia sẻ về bí mật giao dịch thị trường chứng khoán như thế nào của Livermore để mình xem và học hỏi. Chính O'Neil là người đọc cuốn sách này và áp dụng theo cuốn sách này. Trong suốt nửa đầu năm 1961, O'Neil đã giao dịch thành công với cổ phiếu là GVF và AMF. Nhưng mùa hè năm 1961, thị trường bắt đầu sụt giá và tất cả những khoản lợi nhuận của ông đều bị biến mất. Ông nhận thấy mặc dù quyết định mua là đúng nhưng lại gặp những cổ phiếu này, cầm giữ những cổ phiếu này quá lâu thì xu hướng thị trường thay đổi. Ông dành thời gian còn lại ở năm 1961 để nghiên cứu từng phiên giao dịch và đã tham gia năm đó. Phân tích này cuối cùng cũng giúp ông tìm ra con đường đúng đắn cho mình. Chúng ta có thể thấy rằng quá trình phân tích là một đặc điểm quan trọng mà tất cả các nhà kinh doanh cổ phiếu thành công trước ông đều có. Trong quá trình phân tích, O'Neil nhận thấy mình đã giao dịch đúng khi mua cổ phiếu Tentatrix với giá là 20 đô la sau khi cổ phiếu này giảm giá so với mức ban đầu. Ông quyết định bán nhanh và kiếm được 2 hoặc 3 điểm. Quyết định nhanh giống như David với chiến lược không bao giờ bị túng quẫn khi kiếm được những lợi nhuận đã thực sự trở thành những chi phí cơ hội lớn. Trong ví dụ này, các cổ phiếu của Gainstick sau đó sẽ tăng giá và tăng lên gấp 3 lần. O'Neil đã đưa ra những lời bình luận, mình sẽ mua những cổ phiếu càng gần tới điểm quan trọng càng tốt và sẽ không mua những số lượng nếu giá cổ phiếu chỉ tăng 3, tăng 5%, hơn 5% so với mức giá ở giai đoạn này. Ông sẽ mua với số lượng nhiều cổ phiếu nếu cổ phiếu gia tăng hơn 2,5 hoặc là 3% điểm quan trọng so với khi ông mua bán ban đầu.
Có nghĩa là từ điểm mà tích lũy mà khi bứt thoát lên khoảng 2.5 đến 3%, đó là điểm mua tốt và mua tuyệt vời. Thì trong những cuốn sách mà tôi chia sẻ cùng các anh chị và các bạn, thì những cuốn sách của như là của Matt Minervini, O'Neill, Davat hay là Jack Livermore là những cuốn sách là theo phương pháp và về VFA, là về dòng tiền, dòng tiền và là và cái biến động giá. Tại sao tôi không không chia sẻ những cuốn sách như đầu tư giá trị như là của Buffett hay là một số nhà đầu tư dài đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị. Còn cho nên tôi chỉ tập trung chia sẻ về phương pháp về dòng tiền, về VFA, là thì ở đây là tôi chia sẻ về những nhà đầu tư cá nhân thiên về VFA, là như Wyckoff, O'Neill, Jack Livermore, như một số nhà đầu tư khác. Tôi chia sẻ những cuốn sách của ông để phục vụ cho quá trình giao dịch của mình. Tại mình chọn con đường là phương pháp VFA thì mình tập trung vào những tác giả, những huyền thoại về phân tích về dòng tiền. Đó là điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Quyết định này cho thấy có thể ông đúng, và mặc dù cổ phiếu vẫn đang trên đà tăng giá, nhưng ông muốn kiểm soát rủi ro, ông quyết định bán cổ phiếu sau khi đã thu về lợi nhuận từ 20 đến 25% lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu này, nhưng ông vẫn tiếp tục giữ lâu hơn cổ phiếu đang tăng giá nếu cổ phiếu này vẫn chưa đưa ra vi phạm tín hiệu bán. Tính kiên nhẫn kết hợp với yếu tố thời gian, lợi nhuận nhiều nhất không không đến ngay lập tức, mà là con đường dẫn tới sự thành công, là con đường một quá trình học tập sẽ đem lại đỉnh cao trong sự nghiệp và tương lai của ông. Ông khám phá ra rằng cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt thường từ 20 đến 25%, sau đó giá giảm giá và bắt đầu một xu hướng mới và tiếp tục tăng lại. Ông cũng nhận thấy khi cổ phiếu giảm nhanh chóng, nó sẽ so với điểm quan trọng và tăng 20% trong vòng 3 tuần, thì những cổ phiếu này cũng thường đem lại lợi nhuận tốt nhất và nên giữ cổ phiếu này ít nhất là 8 tuần. Sau đó hãy đánh giá lại cổ phiếu này và xem nên giữ nó lâu dài hay không. Chiến lược của ông đó là phải kiếm được số lợi nhuận là 20% và khi nắm cổ phiếu đó. Đó là chưa kể những cổ phiếu mạnh nhất và có thể đạt được mức lợi nhuận này trong một khoảng thời gian ngắn nhất, cũng như nguyên tắc cắt giảm thua lỗ xuống chỉ còn 8%. Có nghĩa là cắt lỗ chỉ còn 8% và chốt lời là khoảng 20 đến 25%. Tỷ số R/R là 31. Mức cắt lại dụ là lỗ là 8% so với mức mua cổ phiếu ban đầu của ông. Nếu bạn mua với số lượng cổ phiếu tăng 3% với lần mua đầu tiên, thì phương pháp số lượng nhiều hơn khi cổ phiếu tăng giá sẽ có tác động buộc bạn phải đầu tư tiền vào những cổ phiếu mạnh nhất. Khi ông bị mất tất cả số tiền lãi của mình vào đầu năm 1961, ông nhận thấy khi các cổ phiếu hàng đầu đã đạt mức giá đỉnh kỷ điểm, đây là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ bắt đầu giảm giá ít nhất là 10%. Đây cũng chính là thời điểm ông bắt đầu tập trung học tập và nghiên cứu hành động diễn ra trên thị trường chung. Nghiên cứu của O'Neill cho thấy sự ảnh hưởng của xu hướng thị trường đến từng cổ phiếu như thế nào. Khi áp dụng nguyên tắc này, ông đã quan sát được những diễn biến của những cổ phiếu và của cả thị trường lúc này. Do vậy, ông đã quyết định ngừng giao dịch tất cả các cổ phiếu đang nắm giữ. Ông giữ hoàn toàn bộ là tiền mặt, không đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào khi thị trường bắt đầu giảm mạnh vào mùa xuân năm 1962. Nguyên tắc tắt này cũng giúp ông không ngừng giao dịch trước khi thị trường giúp ông là không giao dịch trước khi thị trường sụp đổ năm 1987. Khi đọc cuốn hồi ký của nhà hoạt động cổ phiếu của Edwin Dent, O'Neill đã thấy nét tương đồng giữa thị trường năm 1907 thì với thị trường hiện tại năm 1962. Sau đó ông bắt đầu bán trước khi mua cổ phiếu Ken State. Cuối cổ phiếu đang ở trong danh sách
mua của công ty Handel Store tại thời điểm đó bán non cổ phiếu. Đó cũng là khiến công ty bị chỉ trích ông, bởi vì ông vẫn đang làm việc cho công ty đó và ông cũng bán non cổ phiếu Calvert vào năm cuối năm 1962, và ông đã kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể từ những phiên giao dịch này. Tháng 10 năm 1962, sau khi vụ khủng hoảng tên lửa ở lửa Cuba lắng xuống và chỉ số Dow Jones tăng và bắt đầu tăng hơn nữa, và sau khi thị trường xác nhận đang ở giai đoạn là tăng giá, O'Neil mua cổ phiếu Sittler với giá là $58 cho một cổ phiếu, bởi vì đây là một trong những cổ phiếu hàng đầu vượt qua khỏi mức giá thị trường thấp nhất tại thời điểm đó. Trong suốt thời gian thị trường hoạt động sôi động năm 1963, ông tuân thủ theo nguyên tắc và đề ra và đạt được những thành công rực rỡ. Nhiều tài khoản của ông đã tăng tới 700% và ông đã hạn chế được mức thua lỗ xuống ở mức 5-6%. Và một trong những thành công lớn nhất của ông đó là giao dịch cổ phiếu Estate. Ông đã mua cổ phiếu này với giá là $100 và một cổ phiếu vào tháng 6 năm 1963. Giá cổ phiếu đã tăng vọt lên 40% trong vòng 8 tuần. Ông tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong vòng 6 tháng. Thành công dường như có vẻ đến với O'Neil khá nhanh, nhưng cũng không hề đơn giản. Ông mất nhiều đêm dài nghiên cứu để áp dụng các và đồng thời có kế hoạch và chiến lược. Ông cũng mắc một số sai lầm, nhưng ông quyết tâm và sửa chữa và không thể tái phạm một lần nữa. Có nghĩa là thành công của O'Neil hoặc là của chúng ta cần phải sự nỗ lực nghiên cứu và đưa ra những kế hoạch chiến lược và không ngừng học tập, không cần nghiên cứu. Chúng ta sẽ áp dụng văn tư tu. Văn là học, tìm hiểu và nghiên cứu. Tư là tư duy, dùng về tư duy kiểm nghiệm lại, kiểm định lại. Và tu là thực hành, là thực chiến và hành động. Đó, hành động quyết liệt. Thì ba cái điều đó để giúp ta mới có thể thành công được trong đầu tư. Và nhận ra được những sai lầm. Chúng ta thừa nhận những sai lầm và sửa đổi những sai lầm. Thì theo thời gian chúng ta sẽ hình thành một cái kỹ năng thì giúp ta chúng ta có sự thành công. Tôi muốn chia sẻ cùng các anh chị các bạn. Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1963, ông đã được thành công đáng kể với việc 3 lần giao dịch xuất sắc, tăng khoảng số vốn từ $5,000 lên $200,000. Ông sử dụng khoản tiền này và khoản tiền vay và khoản tiền chênh lệch giữa giá trị thị trường và cổ phiếu và khoản tiền ông đi vay từ môi giới để mua cổ phiếu và nhằm gia tăng lợi nhuận cho tài khoản của mình. Những lần giao dịch đó là bán cổ phiếu của Calvert trước khi ông mua cổ phiếu này và mua lại trước khi nó đó bà bán ra sau khi sau bán ra cổ phiếu Gillette Chiller và cổ phiếu Sutex. Thành công về mặt tài chính giúp O'Neil trở thành một trong những người trẻ nhất, lúc đó là 30 tuổi, mua được một chiếc ghế ở thị trường chứng khoán ở New York. Mua được ghế. Tại thời điểm đó, ông quyết định rời Highland và Store. Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu sâu hơn và là người đầu tiên lập cơ sở dữ liệu hàng ngày về các cổ phiếu ở nước Mỹ. Tiếp theo là nghiên cứu tiên tiến. Ở California, O'Neil bắt đầu quản lý công ty riêng. Đây là công ty chuyên nghiên cứu về chứng khoán phục vụ cho những đơn vị đầu tư. Công ty ông lập cơ sở dữ liệu đến thị trường chứng khoán đầu tiên và toàn diện nhất. Vào thời điểm đó, đây là một trong những công ty nghiên cứu chứng khoán có uy tín lớn nhất trong thị trường của nước Mỹ, phục vụ hơn 600 tài khoản của các tổ chức quan trọng và tìm kiếm hơn 3.000 mục dữ liệu cơ bản và chuyên môn trên 10.000 cổ phiếu đã được niêm yết công khai. Công ty của ông cũng lập dữ liệu lên 9.600 các công ty đầu tư khác. Một trong những sản phẩm đầu tiên của công ty O'Neil Company là đưa ra cuốn cơ sở dữ liệu và biểu đồ các cổ phiếu. Ngày nay mỗi cuốn sách tượng trưng bày là 98 mục cơ bản và 27 mục chuyên môn khác nhau cho từng cổ phiếu. Những cuốn sách này cũng vẫn là tồn tại, nhưng đến Wanda truy cập trực tiếp và sử dụng thay vào cho một cuốn sách khác.
Đây là một dịch vụ cung cấp đường liên nối trang mạng, trang web trực tiếp với cơ sở dữ liệu của O'Neil. Ban đầu được nhóm những người quản lý quỹ sử dụng ngày vàng, nhưng ngày nay nó còn phục vụ rất nhiều các tổ chức tài chính uy tín. Ông cũng sở hữu những công ty như Daily Price, công ty sản xuất những cuốn sách in và biểu đồ các cổ phiếu và cung cấp biểu đồ cổ phiếu trên các trang web của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong suốt quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và là điều gì khiến cho một số loại cổ phiếu nhất định tăng giá nhiều hơn so với những cổ phiếu khác, O'Neil nhận thấy những cổ phiếu tốt thường có những đặc điểm chung nhất định trước khi chúng bắt đầu tăng giá mạnh. Ông bắt đầu công việc nghiên cứu từ năm 1953 và ghi lại những phát hiện của mình trong cuốn sách là các mẫu hình cho các nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại. Cuốn sách này đã mô tả những đặc điểm nổi bật hơn 600 cổ phiếu hoạt động trong vòng 50 năm qua. Ông sử dụng những thông tin qua việc nghiên cứu và này và làm về cơ sở dữ liệu và xây dựng chiến lược đầu tư cho riêng mình. O'Neil cũng có lẽ là được mọi người biết đến nhiều nhất trong cương vị là nhà sáng lập viên và chủ tịch của tờ nhật báo kinh tế của nhà đầu tư là IBD. IBD là một tờ báo về tình hình phát triển nhanh chóng của trong kinh doanh và tờ báo này ngày càng thu hút được nhiều bạn đọc hơn, là cũng chiếm được nhiều thị phần trên thị trường với tờ tạp chí Phố Wall. O'Neil khai trương tờ báo IBD vào tháng 4 năm 1984 với mục đích là cung cấp thêm những thông tin đầu tư hữu ích cho công chúng, và ban đầu chỉ có là 15.000 đơn đặt hàng dài hạn mà của các bạn đọc, và ngày nay số lượng độc giả ước tới là 800.000 người. Tờ báo này ban đầu doanh thu không cao, nhưng sau đó tình hình đã được cải thiện. Thời gian đó người ta còn cho rằng IBD là tờ báo dành cho các giám đốc điều hành, nhưng thực sự ra đây là tờ báo gồm rất nhiều thông tin có giá trị đối với tất cả các nhà đầu tư cá nhân thuộc mọi trình độ khác nhau. Do IBD có cách đánh giá và đưa ra những vấn đề độc đáo trên các nhà đầu tư đã có công cụ độc lập đáng tin cậy để biết thể tiếp cận và nghiên cứu thông tin thị trường mà không sợ quan điểm lệch lạc thiên vị. Do tờ báo này đã dựa vào các mô hình của cổ phiếu thành công mà ông đã nghiên cứu trên thực tế và ứng dụng trong IBD để kiểm tra trong khoảng thời gian một năm trước khi công bố cho bạn đọc. IBD đúng là một dữ liệu máy tính, là một công cụ đánh giá toàn bộ thị trường, cũng là một công cụ kiểm tra lại việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng về thị trường. Từ những nguyên tắc đầu tư đã đặt ra vào quá trình nhiều năm hoạt động trên thị trường và việc tiến hành nghiên cứu thị trường, ông đã sáng lập nên IBD. O'Neil cũng đã thành công đem lại nguồn lợi lớn khi xuất bản một cuốn sách về giao dịch cổ phiếu. Ông mua cổ phiếu PIC vào cuối năm 1976 và giữ cổ phiếu này trong vòng 7 năm rưỡi, và giá cổ phiếu này đã tăng lên gấp 20 lần. Ông đã mua cổ phiếu Bright Company và cổ phiếu này đã tăng lên 10 lần trong vòng 3 năm rưỡi kể từ lần thị trường sụt giảm năm 1982. Khi thị trường sụt giảm giá từ tháng 10 năm 1982, ông đã mua cổ phiếu America Online và Chrysler. Hai cổ phiếu này đã tăng trưởng là 456% và 313% kể từ thời điểm ông mua so với thời điểm ông bán, và khi những cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá. Năm 1990 và năm 1991, ông đã mua cổ phiếu Agen trong nhiều ngày giao dịch và mua với số lượng trải đều trong các ngày. Ông mua với số lượng nhiều hơn, và nếu cổ phiếu này mua ngày hôm trước đem lại lãi cho ông, nghĩa là mua khi giá tăng lần. Nếu giá cổ phiếu hiện tại là 20 điểm so với trung bình chi phí 1 điểm về giá xuất hiện, ông đã mua thêm cổ phiếu đó. Đây chính là chiến lược mua cổ phiếu một lượng mỗi ngày, và thường giá cổ phiếu tăng lên và những nhà đầu tư kinh doanh có kinh nghiệm đã áp dụng.
Tài khoản đầu tư cá nhân của O'Neill trung bình mỗi năm tăng 40% trong thập niên 1990 và ông đã tăng số tiền lãi lên 401% năm 1998 và 322% năm 1999. Những cổ phiếu của ông giao dịch thành công nhất là AOL. Đây là một giai đoạn thành công thứ hai của ông sau giai đoạn thành công đầu tiên vào năm 1960. Ông cũng trở nên nổi tiếng vì có những bài viết đăng trang trên tạp chí Phố Wall vào năm 1982. Ông tuyên bố rằng cổ phiếu đang có mức giá thấp và rằng mọi người nên đầu tư những cổ phiếu và những công ty phục vụ cho mặt hàng tiêu dùng và công ty điện tử. Cũng trong những năm đó, các giám đốc tài chính và các công ty đầu tư toàn bộ số tiền lãi kiếm được vào mua cổ phiếu và đạt được những thành công rực rỡ. Năm 1978 đến năm 1991, tài khoản của ông đã tăng lên 20 lần. Từ đầu năm 1998 đến năm 2000, tài khoản của họ đã tăng lên 1.500%. Ồ, quá tuyệt vời. Phương pháp O'Neill áp dụng nguyên tắc giao dịch của mình được gọi là phương pháp nghiên cứu đầu tư Ken Slim. Mỗi chữ cái thì Ken Slim là chữ viết tắt của từng đặc điểm chung của công cụ của tất cả các cổ phiếu ăn khách trước đây là năm 1953. Hiệu quả là các phương pháp này hiệu quả như thế nào? David Wright và Lipstadt, những nhà đầu tư độc lập, là những người đã sử dụng phương pháp Ken Slim trong thập niên 1980 và thập niên 1990, và họ đều đã giành chiến thắng ở cuộc đầu tư quốc tế và số tiền đầu tư thực tế. Có 10 triệu người đọc IBD và áp dụng Ken Slim trong nhiều năm. Và đã giao dịch được thành công, nhận được khoản tiền lãi đáng kể, đặc biệt là trong thời gian thị trường lên giá vào khoảng cuối năm 1990. Tiếp theo là những kỹ năng cần thiết là yêu cầu đầu tiên. Qua các cuộc phỏng vấn khác nhau, một tính cách nổi bật của O'Neill đó là nghị lực và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, giống như những nhà đầu giao dịch vĩ đại trước đó. Chúng ta có thể thấy hầu hết thời gian ông đều dành cho việc nghiên cứu chi tiết và diễn biến trên thị trường. Và đây là kỹ năng cần thiết đầu tiên và kỹ năng quan trọng bậc nhất. Nếu bạn muốn thành công, không có gì là không thể thay đổi thể cho sự chăm chỉ, đặc biệt là khi bạn muốn trở thành trong một trong những nhà giao dịch giỏi nhất. Như chúng ta đã đề cập từ trước, thị trường chứng khoán cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. O'Neill tin rằng phải cố gắng hết sức để có thể tạo ra lợi nhuận trong một môi trường luôn thay đổi như trên thị trường chứng khoán. Ông cũng tin rằng phải mất một thời gian học tập, nghiên cứu, làm việc chăm chỉ và kiên trì bền bỉ thì bạn mới có thể hoàn toàn hiểu và tham gia vào một mức độ nào đó để có thể giao dịch thành công trên thị trường. Những ngày đầu tham gia thị trường chứng khoán, ông đã phải mất rất nhiều đêm nghiên cứu biểu đồ và các cổ phiếu thể hiện ở thị trường và các hoạt động là xảy ra như thế nào. Chính những khám phá từ những nghiên cứu thực tế đã giúp ông xây dựng nên nguyên tắc trong kinh doanh của mình. Nguyên tắc của ông cũng dựa trên việc tối thiểu hóa và một cách tối đa hóa khả năng tìm kiếm. Đây là mục tiêu lớn nhất và cao nhất mà chúng ta đã từng gặp ở những nhà đầu giao dịch trước đó. Chính tham vọng to lớn và động lực giúp ông biến mục tiêu lớn nhất của mình trở thành hiện thực, và nhiều nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận to lớn khi sử dụng phương pháp Ken Slim này của ông. O'Neill sử dụng cả phân tích cơ bản, phân tích chuyên môn trong nguyên tắc giao dịch của ông. Ông không sử dụng chỉ số phân tích kiểu điều mà nhiều nhà đầu tư thường làm. Thay vào đó, ông dựa trên các số liệu thực tế, xem những gì đang diễn ra trên thị trường và thị trường hoạt động theo cách như thế nào. Trong quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu bạn thấy những cổ phiếu hoạt động tốt trong những năm 1950 và 50 năm qua và có những đặc điểm chung về giá, và tại những cổ phiếu này lại có xu hướng đối lập với những gì đang thực sự diễn ra trên thị trường, hãy nhớ lại những gì Jack Livermore đã từng phát biểu vào thế kỷ 20. Thị trường chứng khoán không thay đổi nhiều năm, nhưng những gì đã từng xảy ra trước đó sẽ còn tiếp diễn và lặp đi lặp lại. Câu nói này
đã được chứng minh một lần nữa thông qua nghiên cứu chi tiết của O'Neil về mô hình các cổ phiếu lặp đi lặp lại. Đây thực sự là kỹ năng của một nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại trong tương lai, lại tương lai cần phải có khả năng quan sát về những sự kiện khách quan và là quá trình lịch sử của cổ phiếu, thay vì dựa vào các ý kiến cá nhân hoặc nghe theo những lời khuyên giao dịch từ những người khác. O'Neil cũng tin tưởng rằng bị đá khỏi thị trường và bị mất một số tiền cũng là một ý tưởng hay. Ông coi những thua lỗ này là một học phí cần thiết để trả cho phố Wall. Ta cần chú ý rằng các nhà giao dịch có thể nâng cao kỹ năng của mình thông qua một việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm mình mắc phải. Thua lỗ sẽ giúp bạn kiểm tra cảm xúc, nhờ đó cho thấy những tầm quan trọng của việc thiết lập và những nguyên tắc giao dịch hợp lý để có thể kiềm chế những cảm xúc trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu. Thất bại cũng là giúp cho ta học ra những bài học, giúp cho ta trưởng thành hơn. Ông coi các nhà đầu tư đầu tư tốt nhất là những người có tính quyết đoán và không có cái tôi cá nhân. Để thành công trên thị trường, không nhất thiết phải thông minh, khiêm tốn và biết lẽ phải, là biết phải phân tích và là cần thiết nhất. O'Neil nhiều lần đề cập trong cuốn sách của mình rằng bản thân của ông là biết khá nhiều thứ trong một số người khác, những người mặc dù thành công trong công tác và thông minh nhưng thường bị thua lỗ nặng nề trên thị trường chứng khoán. Họ cho rằng nhanh nhạy hơn thị trường hoặc họ không tuân thủ theo những nguyên tắc giao dịch hợp lý, mà có thể cả hai nguyên do trên. Thị trường cổ phiếu đơn thuần là một nơi không dành cho cái tôi cá nhân hoặc là cho sự không trung thực. Để thành công trên thị trường, bạn cần phải bỏ cái tôi cá nhân của mình. O'Neil tin tưởng vào việc nghiên cứu những đặc điểm tự nhiên và cơ bản của cổ phiếu. Có quá nhiều các thông tin chuyên môn ở ngoài mà không đề cập đến các chi tiết thông số về giá và số lượng cổ phiếu. Các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhất được đề cập trong cuốn sách này được xem là tác động giá và số lượng và những yếu tố quan trọng nhất khi giao dịch cổ phiếu. O'Neil tin tưởng việc giao dịch tập trung có trọng điểm thay vì cố gắng theo dõi tất cả những tín hiệu khác nhau trên thị trường. Ông chỉ tập trung vào một tín hiệu đã được chứng minh qua thời gian và thị trường đang có nhu cầu về cổ phiếu. Có những xu hướng của thị trường chung của những cổ phiếu hàng đầu vào việc chúng ta hoạt động như thế nào, và dựa trên sự vận động về giá và số lượng cổ phiếu đang diễn ra. Có nghĩa là chúng ta dựa trên thị trường, sự vận động của giá và khối lượng cổ phiếu là hai điều quan trọng, là đó là trong VK, giá và khối lượng là điều quan trọng nhất. May mắn là không đóng vai trò gì để thành công khi giao dịch cổ phiếu lâu dài trên thị trường. Để thành công, bạn phải chăm chỉ, kiên định và phải rút ra một bài học từ những thử thách, sai lầm để nâng cao kỹ năng cho mình. O'Neil nhận thấy chỉ có một hoặc hai cổ phiếu trên tổng số 10 cổ phiếu đã mua thực sự nổi bật và có khả năng đem lại lợi nhuận lớn. Bạn cần cắt giảm thua lỗ xuống ở mức thấp nhất để bạn không bị dao động về mục tiêu đề ra, và bạn phải chắc chắn mình có thể có tư duy hợp lý. Với kinh nghiệm tích lũy được, nếu bạn tuân thủ theo những nguyên tắc trong kinh doanh về cổ phiếu thì bạn có thể cải thiện được các kết quả kinh doanh và kỹ năng của mình. Tiếp theo là nguyên tắc và sự thật. O'Neil là một người suy nghĩ tích cực và vừa là người tuân thủ nguyên tắc các quy định đề ra. Ông luôn quan sát các sự diễn biến ra trên thị trường thực tế và một khoảng thời gian dài để xem xét những gì đang hoạt động trên thị trường. Nhờ việc luôn luôn theo những nguyên tắc đề ra trong kinh doanh mà ông đã đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Ông là người đầu cơ làm giá tăng giá cổ phiếu và rất quan tâm về cơ hội kinh doanh trong các công ty Hoa Kỳ do tinh thần hợp tác to lớn giữa các công ty và do lịch sử đầu tư của công ty ở đây. Bởi vì lịch sử khiến cho các giá của tất cả các cổ phiếu trên thị trường có xu hướng tăng lên trong nhiều năm qua, nên ông đã luôn luôn tuân thủ theo nguyên tắc đầu tư toàn bộ khi thị trường tăng giá và hầu như là ngừng giao dịch khi thị trường giảm giá. Năm 1989, ông nói ông chỉ có thể
là kiếm được lợi nhuận to lớn với 2 trong số 9 lần thị trường có biểu hiện sụt giảm giá, và trước đây ông dự tính có thể kiếm lời khoảng 66% trong lần giao dịch của mình. Như đã đề cập từ trước, và giống như các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại khác trước khi ông đã từng làm, O'Neil phân tích tất cả những phiên giao dịch của ông vào thời điểm cuối năm, ông xem lại và đánh giá vào mỗi biểu đồ và giá và chính xác ông đã mua những và bán cổ phiếu như thế nào. Sau đó là có lẽ quan trọng nhất, nêu ra lý do tại sao ông mua hoặc là lý do tại sao ông bán. Ông sử dụng những tờ ghi chép này là tiếp tục học hỏi từ những sai lầm và mắc phải, và tự kết luận xem nguyên nhân nào giúp ông trở thành nhà giao dịch thành công. Và ông cũng tin rằng khi mua cổ phiếu, bạn nên ghi lại giá và có thể bán trong tương lai trước khi bạn thực sự mua cổ phiếu đó. Rất là hay. Có nghĩa là các nhà giao dịch thành công là cần phải có cái ghi lại lịch sử giao dịch, tại sao và mua, tại sao bán, và ta dựa trên đó để rút ra những bài học. Thì những cái cổ phiếu mà đã vi phạm thì nguyên nhân tại sao, và ta phân tích để rút ra cho một mình bài học trong những các lần giao dịch sau. Rất là tuyệt vời. Các nhà thành công là cần phải ghi lại. Nguyên tắc cắt giảm thua lỗ nghĩa là giảm thua lỗ 7-8% dưới mức giá mua. Khi giao dịch những cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt, ông nhắm vào mục tiêu đạt được mức giá tăng lên 130%. Thị trường nhiều khó khăn, thử thách, nhưng ông hy vọng sẽ vượt qua tăng 20% tiền lãi. Ở đây coi như tỷ lệ PE là tiêu chuẩn đánh giá như khi nào cần bán và sau khi cổ phiếu đã tăng mạnh, cũng như khi nào cần mua khi cổ phiếu khi đang ở mức giá thấp. Cũng giống như cách phong cách của L và tỷ lệ PE, cách sử dụng tỷ lệ PE. Áp dụng nguyên tắc này giúp ông đã to thấy được vai trò của việc phân tích kỹ lưỡng những quyết định giao dịch trong quá khứ, và công cụ học tập quan trọng giúp ông tránh khỏi những rắc rối và không quên sử dụng những nguyên tắc bán và mua phù hợp trên thị trường. Những thông tin cơ bản và những cổ phiếu đóng một vai trò rất quan đưa ra quyết định có nên mua cổ phiếu đó hay không, bởi vì ông cho rằng hiểu được công ty đó và hoạt động như thế nào là điều quan trọng. Một đặc điểm khác mà bạn nên chú ý khi quyết định giao dịch bất cứ cổ phiếu nào, đó là những công ty hoạt động tốt với những sản phẩm mới và cung cấp những dịch vụ khuyến mãi. Những cổ phiếu tốt nhất của những công ty thường là mở đường cho công việc kinh doanh phát triển và giúp cho khách hàng biết nhiều hơn đến công ty này, do nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ thường tăng lên, tạo ra dòng lợi nhuận lớn cho công ty. Thực tế thì điều này đã được chứng minh rất nhiều, bởi vì mỗi chu kỳ thị trường mới tạo ra như là những sản phẩm, những ý tưởng mới và những dịch vụ mới. Khi O'Neil nghiên cứu về những thông tin cơ bản về các công ty để xác định được cổ phiếu nào tốt, ông sử dụng các thông tin chuyên môn để thông báo biết khi nào nên mua cổ phiếu và cảnh báo khi những khó khăn của ông để có thể gặp phải những tín hiệu bán được đưa ra. Ông đã chứng minh được việc phân tích biểu đồ chính xác và một việc làm rất quan trọng, và nếu phân tích đúng, nó sẽ hỗ trợ cho việc tính toán chính xác kết quả thì thu lãi là được. Một lần nữa, điều này đã được thời gian chứng minh, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường sụt giá gần đây năm 2000. Rất nhiều cổ phiếu ăn khách hàng đầu bắt đầu rớt giá trước khi tình hình tài chính, càng làm cho những cổ phiếu này sụt giảm giá hơn so với trước. Và những tin tức tiêu cực được công bố ra công chúng như Enron và Worldcom là những cổ phiếu kém nhất ở gần đây, là bởi vì thị trường luôn coi nhẹ tin tức. Bạn không nên giao dịch và chỉ dựa trên những tin tức, bạn nên giao dịch dựa trên những gì đang diễn ra trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với bạn phải nghiêm khắc tuân thủ những nguyên tắc giao dịch, đặc biệt là trong môi trường hiện nay, bởi vì tin tức thị trường khiến cho các nhà đầu tư bối rối, khó hiểu, và các nguồn tin cũng đưa ra những ý kiến giống nhau.
Trong tất cả những thông tin trên thị trường và những thông số chuyên môn, bạn phải có khả năng lọc những thông tin ít quan trọng nhất. Các tín hiệu tâm lý nên được coi là những tín hiệu thứ hai tạo tín hiệu vào trên thị trường chung, và các tác động giá của các cổ phiếu hàng đầu. Một số tín hiệu thứ hai có giá trị hơn bao gồm tỷ lệ mua và bán, các số người khuyên đầu tư khi trên thị trường tăng giá và khi thị trường sụt giá, có bao nhiêu nhà đầu cơ chờ giá lên và đầu cơ chờ giá xuống, thị trường là những cổ phiếu hàng đầu hoạt động như thế nào và sẽ giúp bạn biết mình nên làm gì. Cũng giống như các nhà giao dịch vĩ đại khác, O'Neil tin rằng không nên giao dịch quá nhiều một loại cổ phiếu khác nhau. Thay vào đó, ông chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt và quan sát kỹ diễn biến của chúng. Ông tin vào việc là phân bổ số lượng cổ phiếu. Ví dụ, nếu bạn có $100,000 để đầu tư thì bạn nên đầu tư vào 5 hoặc 6 cổ phiếu. Bạn không nên mua bán cho tất cả các cổ phiếu cùng một thời điểm, nhưng nên phân bổ số lượng cổ phiếu của mỗi loại cổ phiếu là đều nhau. Cái việc mà phân bổ cổ phiếu số lượng tiền là đều nhau, và chọn từ 3 đến 5 cổ phiếu là tôi đã chia sẻ trong một video trước và các bạn nên tìm hiểu. Chúng ta không nên đa dạng hóa qua danh mục, chỉ tập trung vào những cổ phiếu mà chúng ta chọn thì chúng ta dễ theo dõi hơn và có hiệu quả hơn. Việc giao dịch tập trung một số cổ phiếu nhất định giúp mà bạn thu lại lãi nhiều hơn. Sau đó bạn nên loại bỏ những cổ phiếu yếu và theo dõi tiếp theo. Tiếp tục mua thêm những cổ phiếu mạnh nhất. Chiến lược này cũng giống như chiến lược mà Lê cũng đã cắt giảm danh mục đầu tư của ông trong một thời điểm nhất định và loại bỏ 10% cổ phiếu hoạt động kém. Nguyên tắc này cho phép bạn tập trung tốt hơn, theo dõi những diễn biến về giá và những cổ phiếu của bạn đang nắm giữ để tìm kiếm những tín hiệu giữ lại, hoặc mua thêm, bán một số, hoặc là bán hết toàn bộ cổ phiếu mà bạn cần theo dõi. Tiếp theo là O'Neil tin tưởng vào những quá trình tự rèn luyện của mình để hàng ngày quan sát kỹ thị trường, bởi thị trường chung có thể thay đổi xu hướng rất nhanh và thường không có tín hiệu báo trước. Ông chú ý thị trường sụt giá thường kết thúc khi việc kinh doanh có chiều hướng đi xuống và trên thị trường có hiện tượng đầu cơ chờ giá lên. Các điều kiện kinh doanh thường bắt đầu giảm xuống trước khi tình trạng suy thoái diễn ra, và đặc biệt là khi các thời kỳ nền kinh tế suy thoái được chính thức công bố. Đây là những yếu tố liên quan đến tương lai của thị trường, và vì thế bạn cần nghiêm túc trong việc nghiên cứu và diễn biến hàng ngày của thị trường. Hiểu được thị trường hoạt động như thế nào trong những chu kỳ khác nhau có một ý nghĩa rất quan trọng trên thị trường sụt giảm. Các hoạt động thường diễn ra mạnh và khi mở những phiên giao dịch và yếu đi khi đóng phiên giao dịch. Điều này là hoàn toàn trái ngược khi thị trường tăng giá. Những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng tốt thường đạt được mức giá đỉnh điểm khi tiền kiếm được từ những cổ phiếu này là đáng kể, và các nhà phân tích nhận định cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá. Bạn cần có khả năng nhìn và khả năng lọc những tiếng ồn để tập trung vào việc nghiên cứu thị trường diễn ra như thế nào mà không bị xa rời thực tế. O'Neil không tin vào quyết định ngừng giao dịch của bản thân, nhưng ông quan tâm đến quyết định của thị trường. Ông cho rằng nguyên tắc ngừng thua lỗ sẽ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của bạn đến những người quản lý thị trường, và những người này đã ép bạn phải giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có một số lợi ích nhất định, đó là khi bạn không quan sát thị trường hàng ngày. Ví dụ như trường hợp của David, nguyên tắc này sẽ giúp cho bạn tránh được những rủi ro khi cổ phiếu diễn ra những chiều hướng ngược lại. Nguyên tắc ngừng thua lỗ cũng giúp bạn quyết định bán cổ phiếu khi bạn tự thấy mình không có khả năng tuân theo những chiến lược cắt lỗ và giảm thiểu thua lỗ. Khi nghiên cứu thị trường hàng ngày, điều quan trọng là bạn phải hiểu mô hình lịch sử của cổ phiếu.
khi thị trường đi lên mức đỉnh điểm thì và ngừng tăng, lúc này thị trường sẽ không có những cổ phiếu mới để mua vì những cổ phiếu hàng đầu đã đạt đến mức đỉnh điểm và sẽ không tăng lên mức giá mới nữa. Đối với trường hợp thị trường sụt giảm xuống thì mức giá thấp phiên giao dịch có mức giá tham chiếu ngày càng tiến gần tới mức giá thấp hàng ngày trong ngày hôm trước và dấu hiệu cho thấy thị trường đang bắt đầu tấp nập trở lại. Tuy nhiên bạn cần phải theo dõi những ngày kế tiếp để xem có đúng theo thị trường đang sôi động trở lại hay không. Những ngày kế tiếp nên có mức tăng từ trung bình là 1,7% cho đến 2%, hoặc là số lượng cổ phiếu được giao dịch nhiều hơn, thị trường nên phục hồi tốt nhất là từ những ngày thứ tư đến ngày thứ bảy. Có thể thị trường chính thức sôi động trở lại từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 20, những ngày giúp bạn tự tin hơn để tìm kiếm cơ hội mua những cổ phiếu hàng đầu và đã qua những giai đoạn khó khăn. Không có thị trường sụt giá nào lại có thể diễn ra bình thường mà không có những ngày như thế. Mặc dù nhiều lần điều này không có nghĩa là mọi thời điểm thị trường khôi phục đều là thành công. Cơ hội đầu tư tốt nhất thường đến trong 2 năm đầu khi thị trường tăng giá mới, và có thể nếu bạn luôn quan sát và diễn biến thị trường, bạn sẽ nhận ra cơ hội đó. O'Neil là người rất tin tưởng vào việc bạn phải tự tin mà tự mình nghiên cứu và đưa ra những quyết định trong đầu tư. Chiến lược tổng thể của ông và ấn phẩm IBD đều dựa trên những nguyên tắc này, thay vào việc dựa vào những ý kiến cá nhân và những lời khuyên của các nhà phân tích. Các nhà đầu tư chỉ nên dựa vào những sự kiện lịch sử, sự tự mình tiến hành nghiên cứu và đưa ra những quyết định cho riêng mình. Trong khi Livermore và Lê là những chuyên gia đọc những cuốn băng ghi hình trong những phiên giao dịch, thì O'Neil cho rằng việc đọc những cuốn băng này rất khó và có thể bị cảm xúc chi phối. Để có thể không bị chi phối bởi cảm xúc, bạn hãy quan sát khách quan những cuốn băng và hãy thăm dò thị trường, xu hướng và hành động hiện tại của thị trường. Việc này làm này đòi hỏi bạn phải trải và có là kinh nghiệm. Những nhà quan sát giá cổ phiếu qua những cuốn băng như Livermore hay Blair biết những cổ phiếu hàng đầu nằm nào có thể khả năng giảm giá. Trong những ấn phẩm của O'Neil, ông cũng báo cho nhà đầu tư cá nhân biết về những cơ hội này và không nhất thiết là phải quan sát cuốn băng liên tục trong suốt cả ngày. Quan điểm của O'Neil là khác với chỗ Livermore và Lê. Không nhất thiết phải quan sát lại những cuốn băng giao dịch hàng ngày. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy, dù chỉ thông qua Internet. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi, thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.